Chào các em, hôm nay chúng ta theo yêu cầu của một bạn học sinh tham gia vào nhóm Zalo Vui học tiếng Nga có đề nghị chữa bài câu trực tiếp và câu gián tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn xem mẫu câu thứ nhất hay là phần thứ nhất của bài. Đây có lẽ là một bài kiểm tra. Câu thứ nhất của chúng ta người ta yêu cầu Перепишите диалог в косвенной речи. Косвенная речь có nghĩa là câu gián tiếp. Có nghĩa là chúng ta sẽ được đọc câu trực tiếp, sau đó chúng ta phải chuyển thành câu gián tiếp. Ở đây có hai người nói chuyện, Галка. Галка có nghĩa là Галина và Ира. Ира có nghĩa là Ирина. Галка, Ира. Như vậy, что слышал Антон? Có nghĩa là anh chàng Антон nghe thấy hai bạn gái này nói chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem là anh chàng Антон phải kể lại câu chuyện này. Галка nói, Ира, рассказывай, как отдохнула? Ира, hãy kể xem cậu nghỉ ngơi ra sao. Ира nói, Я только вчера приехала, а отдохнула замечательно. Тớ mới về ngày hôm qua và tớ nghỉ ngơi rất tuyệt vời. Галка nói, Я рада за тебя, tớ rất mừng cho cậu đấy. Ира nói, Давай встретимся сегодня вечером. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau đi vào buổi tối, часов в 9, vào lúc khoảng 9 giờ nhé. Галка nói, Жду тебя, tớ sẽ đợi cậu. Gặp nhau mà tận 9 giờ tối thì còn lúc nào để mà nói chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm anh chàng Антон và chúng ta sẽ cần kể lại câu chuyện này. Chúng ta sẽ viết bài như sau. Антон nói, так, Ира nói, Галка nói, Ира, рассказывай, как отдохнула. Vậy thì chúng ta sẽ mô tả câu chuyện này như thế này. Галка, chúng ta sẽ viết Галка. Галка попросила. Галка попросила. Đây chúng ta sẽ. Кого она попросила? Иру. Иру. Галка попросила Иру рассказать. Галка попросила Иру рассказать, как та отдохнула. Галка đề nghị Ира kể xem là cô ấy nghỉ ngơi ra sao. Как она отдохнула? Как та, chúng ta có thể ta hoặc là как. Галка, как Галка отдохнула? Như vậy thì cho nó dễ hiểu. Cái từ ta đối với các em có thể là khó hiểu. Галка попросила Иру рассказать, как Галка отдохнула. Так. Và sau đó cô так. Как Ира? Xin lỗi các em, как Ира. Как Ира? Как Ира отдохнула? Đó. Галка попросила Иру рассказать, как Ира отдохнула. Và tiếp theo, và Ира kể chuyện. Я только вчера приехала, отдохнула замечательно. Chúng ta sẽ nói. Ира сказала, Ира nói rằng cô ấy vừa mới về hôm qua. Что она приехала только вчера. Только вчера. И она отдохнула. И она отдохнула. Хорошо. Hay là замечательно. Chúng ta dùng luôn cái từ trong này. Замечательно. Dùng luôn cái từ trong bài. И она отдохнула. Замечательно. Lúc đó thì Галка nói sao nào? Галка nói rằng là cô ấy rất mừng cho bạn. Đấy. Так. Chúng ta nói. Галка сказала, что она очень, она была, да, chúng ta sử dụng kể lại là, она была очень рада за Иру. Tớ rất mừng cho cậu, có nghĩa là cô ấy rất mừng cho cái cô Ира này đấy. Ира lúc đó thì nói là gì? Давай встретимся сегодня вечером часов 10. Có nghĩa là cô ấy đề nghị là tối nay sẽ gặp nhau. Так. Ира предложила. Ира предложила Галке
Đề nghị ai? Đề nghị Галка. Làm gì? Встречиться. À, встречиться когда? Сегодня вечером. В часов 9, да? Часов 9. Chúng ta biết đủ như thế, đúng đúng như thế luôn, đấy. Часов, в часов 9. À, nếu mà часов để đằng trước rồi mới đến số từ thì có nghĩa là ăn áng khoảng cái thời gian đó, đấy. À, đấy. Và lúc đó thì sao nào? Галка, говорит, жду тебя. À, tớ sẽ đợi cậu, đấy. À, như vậy là gì? Chúng ta sẽ Ира предложила Галке встретиться сегодня вечером в часов 9. Да? Галка согласилась. Галка đồng ý. И сказала, что она жду тебя, да? Что она будет ждать Иру. И она будет ждать Иру вечером. Ну, это я думаю, да? Что она будет ждать Иру? Жду тебя, как она ждать Иру, да? Вот так. А, не вай, да, и кого, в общем-то. Галка попросила Иру рассказать, как Ира отдохнула. Галка деньги Ира kể chuyện, xem là cô Ира nghỉ ngơi ra sao. Ира сказала, Ира nói rằng, что она приехала только вчера. Rằng là cô ấy mới về vào ngày hôm qua. И она отдохнула замечательно. Và cô ấy nghỉ ngơi rất tuyệt vời. Галка сказала, Галка nói rằng, что она была очень рада за Иру. Галка nói rằng là cô ấy rất vui mừng cho Ира. Ира предложила Галке, Ира đề nghị Галка встретиться сегодня вечером. Ира đề nghị Галка là sẽ gặp nhau hôm nay vào buổi tối, vào lúc 9 giờ. Галка согласилась, Галка đồng ý, и сказала, và nói rằng, что она будет ждать Иру, rằng là cô ấy sẽ đợi cô Ира này. Như vậy, đó là bài 1 của chúng ta. Bài 1 của chúng ta đây, chúng ta sẽ làm tiếp bài 2. Đó là bài 1 của chúng ta. Bây giờ mời các bạn xem bài 2 nào. Bài 2 của chúng ta cũng tinh thần như vậy. Перепишите диалог в прямой речи. Hãy chuyển những câu này trở thành câu trực tiếp. Lúc nãy thì là chuyển trực tiếp thành gián tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển lại thành câu trực tiếp. Антон спросил Нину, свободна ли она в субботу. Vậy thì ở đây chúng ta có hai người. Người thứ nhất đó là anh chàng Антон. Chúng ta sẽ viết đây là Антон. Đấy. Антон. Và người thứ hai của chúng ta là Нина. Нина. Đấy. Антон. Нина. Đó. Антон, Нина. Антон, Нина. Mấy lần nào? 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ nhân này lên. Đó, ví dụ vậy. Антон sẽ nói câu thứ nhất. Антон спросил Нину, свободна ли она в субботу. Câu này quá dễ, đúng không nào? Нина, Ниночка. À, вот так. Нина, ты будешь свободна в субботу. Chủ nhật này cậu có rỗi không? Chủ nhật này em có rỗi không? Нина trả lời sao? В субботу она не занята. Ты будешь свободна в субботу? Кто-то человек. Да. Да. В субботу я не занята. Она не занята. Антон спросил Нину, она уже посмотрела ли новый балет? Щелкунчик. Щелкунчик, đó là tên của một vở ballet. Антон hỏi. Нина уже посмотрела ли? Посмотрела ли новый балет Щелкунчик? Ở đây chúng ta sẽ nói. Ты посмотрела новый балет? Новый балет. Балет. Лет. Và chúng ta để nguyên cái tên này thôi. Nối với ba liệt. Ba liệt.
Sen Cùn Trịch đấy. Chúng ta để nguyên cái tên này, Sen Cùn Trịch. Sen Cùn Trịch. Sen Cùn Trịch. Sen Cùn Trịch. Đó. A ti pasmatrila novi balet Sen Cùn Trịch. Chúng ta nhìn thấy bức hình này, đó là nhân vật chính trong vở ballet Sen Cùn Trịch. Khi mà mình xem cái vở ballet này cảm thấy rất là buồn, chẳng hiểu sao cho nên mình không thích cái vở ballet này lắm, hay là lúc đó mình còn bé. mình không thích cái vở ballet lắm. Mình cứ nhìn thấy cái hình này mình cảm thấy rất là buồn. Tác vụ tiếp theo nào. Chúng ta xem nào. Ты не посмотрела новый балет Sen Cùn Trịch. Và lúc đó cô Nina cô trả lời sao? Что не видела? Cô ta sẽ nói нет. 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 Đấy. Нет. Я еще не видела его. Да? Нет, я еще не видела его. Và lúc đó Антон sẽ nói sao nào? Антон сказал Нине, что он хочет пригласить ее в театр. Anh ta sẽ nói sao? Вот. Я бы хотел, да? Hoặc là я хочу. Nếu mà đấy nói он хочет thì đây chúng ta sẽ nói luôn я хочу пригласить тебя. Я хочу пригласить тебя в театр. В театр. На этот балет. На этот балет, да? На этот балет. Đó. Và tớ muốn mời cậu đi xem cái vở ballet này. Đấy. Thế mà lúc đó thì ở đây nó không có câu cô Nina sẽ trả lời ra sao, cho nên chúng ta sẽ không cần dịch tiếp. Đó, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chuyển xong câu gián tiếp thành câu trực tiếp. Chúng ta đọc nào. Nina, ты будешь свободна в субботу? Да, в субботу я не занята. А ты посмотрела новый балет Sen Cùn Trịch? Нет, я еще не видела его. Вот, я хочу пригласить тебя в театр на этот балет. Đó, chàng trai mời cô gái đi xem ballet đấy. Đó. Như vậy đến đây chúng ta đã có câu chuyện thứ hai, tức là cái bài tập số 2. Bây giờ mời các em xem bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta ở đây. Bài tập này là bài tập gì vậy? Chúng ta cùng nhau đọc cái nội dung. Закончите предложение. Hãy viết tiếp câu. Закончите là hãy viết kết thúc câu. Друзья Поля, Пол. Anh chàng này tên là Пол. Друзья Поля разговаривали с преподавателем, которому. Như vậy là anh chàng Пол, những người bạn của anh chàng Пол đang nói chuyện với thầy giáo, với giảng viên mà. Nhưng mà ở cách 3. Cách 3 này thì chúng ta phải làm một cái gì đó để cho nó thành cách 3. Muốn như vậy chúng ta đặt câu nó ở cách 3 thôi. Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta sẽ viết câu 1 như sau. Câu 1 của chúng ta. Chúng ta chỉ viết từ chỗ katoramu thôi nhé. Đó. Tác vụt. Đây là phải. Phải. Katoramu. Vậy thì làm thế nào đấy ở được cách 3? Chúng ta có thể dùng các động từ này. Pamagach. Đấy. Hoặc là купить, hoặc là дарить. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ viết là tặng quà. Đấy, đó. Thầy, các bạn bè của anh chàng Paul đang nói chuyện với thầy giáo mà họ đã tặng quà vào ngày hôm qua. Đấy. Которому вчера они подарили. Свет ты, chẳng hạn. Свет ты. Đấy. Которому вчера они подарили свет ты. Đấy. Nhân dịp sinh nhật của ông ta chẳng hạn. Đấy. Nhân dịp sinh nhật. Которому вчера они подарили цветы. Đó. Đó. Цветы. По случаю дня его рождения. Nhân ngày sinh của ông ta. Đấy. Которому вчера они подарили цветы по случаю дня его рождения. Đó. Друзья Поля разговаривали с преподавателем, которому вчера они подарили цветы по случаю дня его рождения. Bây giờ chúng ta có câu số 2. Câu số 2 của chúng ta
cũng chúng ta cũng sẽ viết từ о котором. Вчера мы прочитали статью о президенте России. О президенте России. Ngày hôm qua chúng ta đọc một bài báo về tổng thống nước Nga. О котором. Mà về cái người đó đấy. À, mà chúng về cái người đó chúng ta đã nghe thấy từ rất lâu rồi. Ví dụ vậy. О котором. Котором. Мы давно слышали. Mà về người đó chúng ta đã nghe thấy rất từ lâu rồi. Вчера мы прочитали статью о президенте России, о котором мы давно слышали. Câu số 3. Мой брат хорошо знал этого футболиста. À, em trai của tớ hay là anh trai của tớ biết rất rõ về anh chàng cầu thủ bóng đá. У которого, у которого, да? 3. À, у которого, à, так. Mà ở anh ta có cái gì đó đấy. U katorova, à, sinh ra, à, vừa mới sinh ra cô con gái. U katorova tolika что родилась дочка. Так вот. У которого только что родилась дочка. А да? У которого только что родилась дочка. Đó. À, hoặc là chúng ta thấy rằng là cái anh chàng Bùi Tiến Dũng của chúng ta, cái anh chàng thủ môn đó, có một cô vợ người Ukraine, chúng ta sẽ nói Ukatorova tonka sto, Ukatorova zhena ukrainka, nói thế cho nó hay nhé. Ukatorova zhena ukrainka, đó, anh chàng Bùi Tiến Dũng có vợ là người Nga đúng không nào? À, thế như vậy ở đây chúng ta có hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng và cô vợ người Ukraine của anh ta, của cậu ta. À, thế vậy thì chúng ta sẽ nói câu số 3. Мой брат хорошо знал этого футболиста, у которого жена украинка. À, mà anh ta có cô vợ người Ukraine. À, thực chất ra ở đây về nguyên tắc ra nó thừa cái từ этого. Мой брат хорошо знал футболиста. Thế là đủ rồi chứ không cần этого футболиста. Nếu mà có этого футболиста thì sẽ không cần mở rộng у которого ở đằng sau. Đây là cái lỗi về gọi là nội dung của câu. À, câu 4. Антон взял интервью. Chúng ta sẽ đọc interview у спортсменки. À, như câu này là đúng này, không có это là đúng này. Антон взял интервью у спортсменки. Антон đã phỏng vấn cái cô nữ vận động viên с которой. Đó. Vậy vậy chúng ta lại có câu с которой, chúng ta sẽ viết с которой làm sao nào? С которой, câu 4 của chúng ta. À. С которой, xin lỗi. À, так, с которой. Скатори, à đó, Антон đã phỏng vấn cô vận động viên mà chúng ta đã được làm quen ngày hôm qua. Скатори мы познакомились вчера. À đó, Антон взял интервью у спортсменки, с которой мы познакомились вчера. Câu 5 của chúng ta. Câu 5. À, câu 5 của chúng ta cũng sẽ lấy từ cái câu Akatore. À, Akatore. Ở đây người ta ra bài tập nhưng mà không đủ hết các cách. Akatore mu có rồi cách 3, Okatore cách 6, Okatore vừa cách 2, Skatore là cách 5. Và câu 5 này đáng ra phải là Katoruyu ở cách 4 nữa thì là đẹp. À, tác vụt. À, thế như vậy ở đây là gì nào? Мой друг познакомился с известным актером. À, người bạn của tôi làm quen với một anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng. Actor là nghệ sĩ, một diễn viên nổi tiếng. Akatorum, đây là Akatorum. Akatorum tức là về anh ta. Về anh ta thì người ta có thể viết về anh ta, kể chuyện về anh ta đấy. Thế như vậy thì do là môi druk thì là chúng ta sẽ Akatorum я ему давно рассказывал. Akatorum я много ему рассказывал. À, mà tôi đã kể cho anh ta nghe rất nhiều về cậu ấy đấy. Đó, thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là cái bài tập của chúng ta, bài tập của chúng ta với nội dung khá là thú vị. Và ở đây chúng ta lại được làm quen
với anh chàng thủ môn dễ thương của chúng ta, đó là Bùi Tiến Dũng. Và anh ta có cô vợ là người Ukraine. Chúng ta vận dụng luôn vào thành câu ở trong trong bài tập này đó. Thế như vậy chúng ta đã làm xong 3 bài tập theo yêu cầu của bạn. Thế và đến đây thì nghĩ rằng là bạn đã hoàn toàn được toại nguyện muốn biết là nội dung, cách sửa chữa, cách viết như thế nào ở trong 3 cái bài tập này. Thế vậy thì cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài tập sau. Nếu như ai có bài tập mà muốn nhờ thầy giáo kiểm tra hoặc là giải lại bài thì các em có thể gửi cho thầy giáo và thầy giáo sẽ làm hộ các em. Nhưng các em lưu ý đừng có lợi dụng thầy giáo để làm bài thi nhé. Đó là điều không tốt. Các em làm bài thi phải tự thi, tự làm lấy nhé. Bài thi, bài kiểm tra. Các em có thể gửi cho thầy sau khi các em làm bài rồi. Lúc đó thầy giáo sẽ giảng bài cho các em để kiểm tra xem các em làm đúng hay sai và củng cố kiến thức. Tác vột. Như vậy nếu ai chưa kịp bấm đăng ký kênh thì các em hãy bấm đăng ký kênh. Và các em thấy thích bài này thì hãy bấm like. Bấm like. Và sau đó thì các em hãy cố gắng comment ở bên dưới. Thầy ơi cảm ơn thầy, bài rất hay nhé. Đó. Vân 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 vân. Các em cứ comment xuống bên dưới là được rồi đấy. Đó thì cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.